Ngày 10 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nỗ lực thực hiện các hành động tấn công trên lãnh thổ Nga của Ukraine sẽ không thể thực hiện được nếu như không có sự hỗ trợ hậu cần từ Mỹ và Liên minh phương Tây. Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhớ rằng, ngày 9 tháng 7, Ukraine đã cố gắng tấn công vào giao lộ vận tải kết, sân bay Morozovka ở khu vực Rostov và sân bay Saikovka ở khu vực Kaluga bằng tên lửa S-200. Ngoài ra, cùng ngày, các hệ thống phòng không đã hoạt động ở vùng Bryansk. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những hành động như vậy sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và hậu cần của Liên minh phương Tây do Mỹ đứng đầu, trên thực tế đã tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 9 tháng 7, Kiev đã không thành công khi cố gắng tấn công các mục tiêu ở khu vực Crimea, Rostov và Kaluga bằng tên lửa S-200 được chuyển đổi thành phiên bản tấn công. Trước thềm vụ tấn công vào cây cầu Crimea, chính quyền Ukraine đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công diễn ra vào tháng 10 năm 2022. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine khi tổng kết 500 ngày xung đột ở nước này đã viết trên kênh Telegram: 273 ngày kể từ khi đòn đầu tiên giáng xuống cây cầu Crimea nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine đã gián tiếp xác nhận trách nhiệm thuộc về chế độ Kiev vào ngày 27 tháng 5 và tuyên bố sẽ thực hiện một số biện pháp để phá vỡ hậu cần của Nga.